Kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Lần đầu tiên, cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh xuất phát từ Điện Biên, vùng đất hùng vĩ phía Tây Bắc Tổ quốc. Khởi đầu cho hành trình hơn 2.800 km, 25 chặng đua từ ngày 3 tháng 4 và về đích tại thành phố Hồ Chí Minh vào trưa ngày 30 tháng 4 lịch sử. Tỉnh Điện Biên, cực Tây của Tổ quốc, là địa chỉ đỏ lịch sử, sống động cùng những trang sử hào hùng với di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Điện Biên Phủ, chiến thắng lẫy lừng Nam Châu, chấn động địa cầu. Khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Sở Chỉ huy Chiến dịch Mường Phăng, khu A1, Him Lam, Độc Lập và Tông Khao. 2024 có ý nghĩa quan trọng với nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên, đặc biệt là năm kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 7 tháng 5 năm 1954, 7 tháng 5 năm 2024. Cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 36 2024, hưởng ứng cùng chuỗi sự kiện của năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024, góp phần cùng tỉnh nhà giới thiệu vẻ đẹp, các giá trị truyền thống, sản phẩm du lịch đặc sắc, tạo động lực đột phá, qua đó tiếp tục phát triển kinh tế, xã hội. Chương trình khai mạc của giải đua xe đạp tranh cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh có cả hoạt động biểu dương lực lượng phong trào, lực lượng vận viên thành tích cao cũng như lực lượng mô tô và cái sự chờ đợi người dân hiện nay đang rất là mong mỏi để chứng kiến cái sự kiện khai mạc của giải đấu. Sơn La, vùng đất của bốn mùa hoa: hoa ban, hoa đào, hoa cải, hoa mơ, hoa mận và hoa phong lan. Chào đón các phu đơ cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh trong chặng 2 vòng đua thành phố Sơn La. Khu du lịch quốc gia Mộc Châu được bình chọn là điểm đến thiên nhiên hàng đầu thế giới, say đắm du khách với đồi trà xanh bát ngát, thác Hàng Tiên, đường thông Bản Án, hàng Tẩu, khu du lịch lòng hồ thủy điện Sơn La với vẻ đẹp sơ nguyên. Đến tỉnh Hòa Bình là đến với các giá trị văn hóa bản địa lâu đời được gìn giữ và hiện diện trong nếp sinh hoạt, đặc biệt là các lễ hội dân gian mang đậm truyền thống các dân tộc như lễ hội Chùa Tiên, Khai Hạ, Sơn Bản Sơn Mường, hội Cầu Tàu được tổ chức hàng năm thu hút đông đảo khách du lịch. Thành phố Hòa Bình, thành phố của xe đạp, tổ chức các giải vô địch quốc gia cho đến những sự kiện tầm cỡ khu vực, hứa hẹn tạo nên ngày hội xe đạp đáng nhớ khi cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên về đến tỉnh Hòa Bình. Lần đầu tiên Hòa Bình được vinh dự được phối hợp với đài truyền thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cái giải non sông liền giải này, thì là với góc độ là với thời Bình đêm niềm vinh dự đối với tỉnh và với bà con dân tỉnh Hòa Bình, và với góc độ là đơn vị thường trực tham mưu với ủy ban tỉnh thì chúng tôi sẽ tham mưu để làm sao để phối hợp tổ chức cái giải này theo đúng kế hoạch và đảm bảo thành công mà theo đúng kế hoạch đề ra. Thủ đô Hà Nội, điểm đến yêu thương trên hành trình xuyên Việt của cuộc đua lần thứ 36. Chặng đồng đội tính giờ lần đầu tiên diễn ra tại khu vực biển Sầm Sơn, Thanh Hóa. Đèo Khánh Lê trong chặng 17 từ Nha Trang về Đà Lạt quyết định đến cuộc cạnh tranh các danh hiệu. Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp chào đón đoàn đua cúp truyền hình với tình cảm của con người miền Tây hào sảng và mến khách. Kế hoạch tổ chức cuộc đua lần thứ 36 đã được triển khai từ giữa năm 2023. Ban tổ chức đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh trong những tháng qua liên tục có những đợt tiền trạm, làm việc với các địa phương, khảo sát cung đường, lên kế hoạch. Trong đó, chương trình trực tiếp các chặng đua hứa hẹn là bước đột phá mới trong công nghệ trực tiếp truyền hình qua các góc máy mới lạ, đặc tả cảm xúc và bắt trọn diễn biến hấp dẫn trong những màn nước rút. Mỗi chúng ta dù lớn lên ở một vùng đất, song chỉ có thể trưởng thành qua những chuyến đi. Tháng tư này, những vòng xe quay nhanh tiếp tục cuộc hành trình non sông liền một dải, niềm tin chiến thắng. Những vùng đất mới, con người mới, trên một hành trình mới.